Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt. Xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Tý. Trước khi đi tìm hiểu những ngày tốt cho tuổi Tý thì chúng ta cùng đi loại trừ những ngày xấu cần phải tránh. Đầu tiên, trong tháng 10 âm lịch cho tuổi Tý cần phải loại bỏ ngày tam nương là ngày mùng 3. Ngày mùng 3 là ngày Giáp Tý. Ngày mùng 7 là ngày Mậu. Ngày mùng 7 là ngày Mậu Thìn. Ngày 13 là ngày Giáp Tuất. Ngày 18 là ngày Kỷ Mão. Ngày 22 là ngày Quý Mùi. Và ngày 27 là ngày Mậu Tý. Hết những ngày tam nương, chúng ta cùng đến với ngày con nước. Ngày con nước là những ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân, ngày 25 âm lịch là ngày Bính Tuất. Nguyệt phá gồm có tuổi Tỵ, tất cả tuổi Tỵ, ngày Tỵ. Nguyệt phá gồm có ngày Tỵ, tất cả những ngày Tỵ đều là nguyệt phá, trong đó có ngày mùng 8 là Kỷ Tỵ. Tiếp theo, xung tuổi với tuổi Tý là tuổi Ngọ. Tất cả những ngày tuổi Ngọ đều xung tuổi có Canh Ngọ ngày mùng 9 và Nhâm Ngọ ngày 21. Chúng ta cùng đến với ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 âm lịch. Ngày 23 âm lịch là ngày Giáp Thân, Bỏ. Tiếp theo, ngày Sát Chủ là những ngày Dậu. Tất cả những ngày Dậu là ngày Sát Chủ đều là ngày xấu, trong đó có Ất Dậu ngày 24 và Quý Dậu ngày 12. Thụ tử là những ngày Thân, tất cả những ngày Thân là ngày Thụ tử là ngày xấu. Nó trùng với những ngày giáp thân và Nhâm Thân đã bỏ từ trước. Tiếp theo, thiên địa chuyển sát là Bính Tý và Nhâm Tý. Tháng 10 âm lịch chúng ta không có Nhâm Tý nhưng có Bính Tý là ngày 15 âm lịch. Tất cả những ngày xấu đều đã được gạch bỏ. Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu ngày tốt. Đầu tiên, Giáp Tý sinh năm 1984 có những ngày tốt như sau. Là những ngày Dần là những ngày tốt, trong đó có ngày mùng 5 là ngày Bính Dần. Ngày 17 là ngày Mậu Dần. Và ngày 29 là ngày Canh Dần. Đây là những ngày lộc tồn, là những ngày thần tài. Tiếp theo, về Giáp Tý, chúng ta cùng đi tìm hiểu về những ngày quý nhân. Quý nhân thì có Giáp Sửu và Giáp Mùi. Những ngày Sửu và những ngày Mùi sẽ là ngày quý nhân. Ngày Mùi còn có ngày mùng 10 âm lịch là ngày Tân Mùi. Ngày Sửu thì còn có ngày mùng 4 âm lịch Ất Sửu, ngày 16 âm lịch Đinh Sửu và ngày 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Với Giáp Tý thì có những ngày này là thần tài và quý nhân là những ngày đẹp. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với Bính Tý sinh năm 1996. Bính Tý thì có lộc tồn vào những ngày Tỵ là những ngày thần tài, tuy nhiên trùng với ngày nguyệt phá nên là ngày xấu. Quý nhân thì có những ngày Dậu. Ngày Dậu chúng ta cũng loại bỏ vì là ngày sát chủ. Quý nhân còn có ngày Hợi, những ngày Hợi sẽ là ngày quý nhân, trong đó có ngày 14 âm lịch là ngày Ất Hợi. Ngày 26 là Đinh Hợi. Và ngày mùng 2 là ngày Quý Hợi. Đó là những ngày thần tài và quý nhân của Bính Tý. Tiếp theo chúng ta cùng đến với Mậu Tý. Mậu Tý là những người sinh năm 1948 và 2008. Mậu Tý thì có lộc tồn vào những ngày Tỵ, tuy nhiên ngày Tỵ tháng này cũng là nguyệt phá nên không được. Tiếp theo là những ngày Sửu. Ngày Sửu thì còn mùng 4 âm lịch là ngày Ất Sửu,
Ngày 16 là ngày Đinh Sửu. Ngày 28 là ngày Kỷ Sửu. Tiếp theo là những ngày Mùi. Ngày Mùi thì còn có ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. Chúng ta cùng đến với Canh Tý. Canh Tý sinh năm 1960 có lộc tồn vào những ngày thân, trong đó ngày thân tháng 10 là những ngày thụ tử nên không được. Tiếp theo là những ngày Sửu, ngày mùng 4 âm lịch là ngày Ất Sửu, ngày 16 âm lịch là ngày Đinh Sửu, ngày 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Tiếp theo Canh Tý còn hợp với ngày Mùi. Ngày Mùi còn lại là ngày mùng 10. Hết Canh Tý, chúng ta cùng đến với tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có lộc tồn, có nghĩa là thần tài, vào những ngày Hợi. Ngày Hợi thì chúng ta còn ngày mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, ngày 14 âm lịch là Ất Hợi và ngày 26 âm lịch là Đinh Hợi. Tiếp theo chúng ta có ngày quý nhân là ngày Tỵ và ngày Mão. Tuy nhiên ngày Tỵ cũng đã là ngày nguyệt phá nên không được. Ngày Mão thì chúng ta còn ngày mùng 6 âm lịch và ngày 30 âm lịch. Ngày mùng 6 âm lịch là ngày Đinh Mão, ngày 30 âm lịch là ngày Tân Mão. Đây là những ngày đẹp với những thiên can là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những ngày đẹp về địa chi. Tuổi Tý thì có những ngày đẹp có nhị hợp với tuổi Sửu và thiên mã với tuổi Dần. Tuổi Sửu thì có những ngày mùng 4 âm lịch, 16 âm lịch, 28 âm lịch đều đã có. Ngày mùng 4 âm lịch, ngày 16 âm lịch và ngày 28 âm lịch. Ngày mùng 4, 16 và 28, cái này đã trùng với cái này rồi. Ngày 14, ngày mùng 4, 16, 28, mùng 4, 16, 28. Ngày mùng 4 là ngày Ất Sửu, 16 là Đinh Sửu, ngày 28 là Kỷ Sửu. Tiếp theo có những ngày Dần là ngày mùng 5, 17 và 29. Mùng 5, 17 và 29. Mùng 5, 17, 29. Mùng 5, 17, 29. Mùng 5, 17, 29. Phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt cho những người tuổi Tý vào tháng 10 âm lịch năm 2020 về cơ bản đã hoàn thành. Sau đây chúng ta cùng nhìn lại. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có những ngày đẹp như sau: ngày mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch, 17 âm lịch, 28 âm lịch và 29 âm lịch. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996 có những ngày đẹp như sau: ngày mùng 2 âm lịch, mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, 14 âm lịch, 16 âm lịch, 17 âm lịch, 26 âm lịch, 28 âm lịch và 29 âm lịch. Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và 2008 có những ngày đẹp là ngày mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch, 17 âm lịch, 28 âm lịch và 29 âm lịch. Canh Tý sinh năm 1960 có những ngày đẹp mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, 16 âm lịch, 17 âm lịch, mùng 10 âm lịch, ngày 28 âm lịch và 29 âm lịch. Cuối cùng, Nhâm Tý sinh năm 1972 có những ngày đẹp mùng 2 âm lịch, mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, mùng 6 âm lịch, ngày 16 âm lịch, 14 âm lịch, 17 âm lịch, 26 âm lịch, 28 âm lịch và 29 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!